hơn. Có ngôi nhà có tất số đời thường. Tôi sinh ra từ nhà máy sản xuất, ấp ủ trong tâm niềm hy vọng rằng tôi sẽ được công hiến cho nhà máy. Nhưng đời đúng như là mơ, tôi bị vứt xó ngay sau lần đầu sử dụng. Tại sao? Tại sao lại buông bỏ tôi đi khi đời tôi cũng tổng như 500 đồng? Tôi bỏ cuộc công làm việc, nhà nhà sự công hiến của tôi chỉ đang một lần. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.